Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên Youtube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 94 bộ truyện Đô Thị Trần Pháp Sư. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Hoàng Thiên lại mua một hồ cá nhỏ, đem con đùa ngoạm nặng khoảng 1-2 cân to bằng lòng bàn tay, bỏ vào một chỗ có vẻ thanh nhã trong hồ cá hắn lại nhìn một chút những thủy sản nơi có rùa ngoạm. Hoàng Thiên đoán nó có nguồn gốc từ một dòng sông nào đó ở Amazon. Nghĩ tới sông Amazon, trong đầu Hoàng Thiên lập tức hiện ra hình ảnh con sông lớn. Đây chính là một trong những con sông lớn nhất của thế giới. Hoàng Thiên bê bể cá có chứa rùa ngoạm đi thẳng tới văn phòng giám đốc siêu thị. Vốn không hề có ý định quấy rầy ai, chẳng ngờ lại phát hiện ra kinh cức Long Quy ở đây. Hoàng Thiên đương nhiên phải đi hỏi cho rõ ràng. Không sai, đây không phải là rùa ngoạm, chỉ là trông giống mà thôi. Đây là kinh cất Long Quy, là kinh cất Long Quy kỳ sơ sinh. Ở giới tu chân, kinh cất Long Quy là cực kỳ hiếm thấy. Kinh cất Long Quy trưởng thành trong cơ thể sẽ có Long Đan. Loại Long Đan này có công hiệu rất lớn, đủ để hầu hết những người tu chân điên cuồng muốn nó tuổi thọ của kinh cức long quy rất dài sống hơn vạn năm cũng không phải chuyện ly kỳ kỳ sơ sinh cũng rất dài hai ngàn năm để đến kỳ trưởng thành sau đó là 2 tới ba ngàn năm để đến kỳ thành niên long quy một ngàn năm mới đẻ một trứng tỷ lệ sinh sản của kinh cức long quy rất thấp đây cũng là nguyên nhân làm cho kinh cức long quy rất hiếm hoàng thiên thật sự rất may mắn lại phát hiện ra một con sơ sinh ở chính siêu thị nhà mình bắt đầu từ kỳ thành niên trong cơ thể của kinh cất long quy sẽ xuất hiện long đan nhỏ bằng hạt đậu tháng ngày tích lũy sau mấy ngàn năm hơn vạn năm viên long đan nho nhỏ này sẽ chậm rãi lớn lên có người nói lớn nhất có thể to bằng nắm tay dùng long đan tu luyện thần thức sẽ tiến triển cực nhanh tác dụng còn mạnh hơn kim hồng ngọc châu rất nhiều lần lần trước hoàng thiên may mắn có được mấy viên kim hồng ngọc châu nên thần thức hắn đã lên tới đỉnh cấp luyện thần hiện nay hoàng thiên không còn kim hồng ngọc châu tu vi của thần thức đang ở trạng thái bình cảnh dựa theo tình huống trước mắt nếu như không có cơ duyên gì mà chỉ tu luyện thì sẽ phải tốn rất nhiều thời gian có khi qua mấy thời đại mới có thể đột phá đỉnh cấp luyện thần tới kỳ ngưng thần kỳ ngưng thần thật sự có sức hấp dẫn trí mạng đối với hoàng thiên tiến vào kỳ ngưng thần là tiến một bước tới cô động thần thức Tầng thứ này chính là một thế giới mới khiến thần thức của Hoàng Thiên càng thêm cô động, sẽ dần dần giống như thực chất. Đạt đến hiệu quả này thì Hoàng Thiên có thể thông qua thần thức để khống chế một vài thứ, ví dụ như trận kỳ. Hiện nay hắn bày trận, cơ bản chỉ dựa vào ngắm sao cho chính xác. Thần thức chỉ là phụ trợ. Một khi tiến vào ngưng thần thì có thể hoàn toàn khống chế quỹ đạo bay của trận kỳ. Muốn đặt trận kỳ ở đâu thì sẽ ở đó, quả thực giống như hạ bút thành văn. Trong đầu Hoàng Thiên đã tưởng tượng ra được hình ảnh mình ném một đám trận kỳ ra, sau đó dùng thần thức không chế trận kỳ vào vị trí mà mình mong muốn. Một trận pháp cứ thế hoàn thành cực nhanh và chính xác. Sau đó trong đầu Hoàng Thiên lại hiện ra thêm hình ảnh có thể dùng thần thức lấy đồ vật ở xa về dễ dàng, lấy thả như thường, thuận buồm xuôi gió. Tất nhiên, kỳ ngưng thần không chỉ có vậy, chẳng những có thể khống chế trần kỳ, khống chế đồ vật, mà phạm vi thần thức cũng được tăng lên. Giờ Hoàng Thiên đang ở đỉnh cấp luyện thần, phạm vi thần thức đạt tới gần trăm dặm. Nếu như đạt đến ngưng thần thì phạm vi sẽ càng rộng hơn. Ngưng thần sơ kỳ tầng 1 có thể đạt đến đường kính hơn 100 km. Tầng thứ hai đường kính hơn 200 km. Nếu như đạt đến tầng thứ 10, cũng chính là đỉnh cấp ngưng thần, thì đường kính sẽ lên đến hơn ngàn km. Nếu như Hoàng Thiên có thể đạt được đường kính thần thức lên tới ngàn km thật, thì sẽ cực kỳ thuận tiện cho việc thu thập tài nguyên. Có thần thức mạnh mẽ này, Hoàng Thiên tự tin tài nguyên trên địa cầu sẽ bị mình thu sạch. Tìm những tàn tích tu chân trên trái đất sẽ không còn khó khăn nữa. Càng khiến cho Hoàng Thiên mong chờ hơn, chính là hắn vẫn hy vọng tìm được truyền tống trận, tìm được truyền tống trận cấp 9 hoặc thậm chí là cấp 10. Hoàng Thiên muốn xem xem truyền thống trận sẽ có hình dạng gì sử dụng ra sao truyền thống được bao xa hoàng thiên nghĩ đến rất nhiều thứ trong lòng cũng hơi kích động nếu như thật sự có thể thông qua kinh cất long quy sơ sinh này tìm được kinh cất long quy thành niên vậy thì quá tốt hoàng thiên nghĩ thầm những điều này rồi đi tới văn phòng hắn nhìn chữ văn phòng tổng giám đốc nhẹ nhàng gõ mời vào một giọng nói trầm ổn truyền đến Hoàng Thiên nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào. Đây là một văn phòng rất tốt, diện tích cũng khá lớn, rất hợp với thân phận tổng giám đốc. Hoàng Thiên đi vào căn phòng làm việc này, nhìn thấy một cái bàn làm việc rất khí thế. Một người tuổi chừng 3-40 tuổi mặc âu phục đi dài da rất nghiêm chỉnh, đang vừa đầu viết chữ, chắc là đăng ký văn kiện gì. Hoàng Thiên khẽ mỉm cười, cũng không để ý. Người này không biết mình chính là chủ tịch, chắc cho rằng mình chỉ là quản lý hoặc gì đó hoàng thiên mặc không đổi sắc đi vào trong văn phòng ngồi xuống sofa dành cho khách đặt bể cá lên trên bàn tổng giám đốc mai kiến long không bao giờ ngờ tới chủ tịch sẽ đích thân đến phòng làm việc của mình mai kiến long ký tên xong phần văn kiện trong tay thì ngẩng đầu lên nhìn muốn nhìn thử xem ai vừa bước vào vừa ngẩng đầu mai kiến long lập tức đờ người ra Hoàng Thiên nhìn ánh mắt của Mai Kiến Long xong thì khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng gật đầu. Mai Kiến Long bất ngờ thốt lên, sau đó kích động đứng dậy, đi tới Hoàng Thiên. Chủ tịch, sao ngài lại tới đây? Mai Kiến Long đã gặp qua Hoàng Thiên một lần, cũng từng xem ảnh của hắn và rất có ấn tượng về vị chủ tịch này. Vừa nãy nhìn thấy Hoàng Thiên, Mai Kiến Long không ngờ chủ tịch lại đích thân đến văn phòng của mình, nên ngạc nhiên tới ngỡ người, mãi đến khi hoàng thiên khẽ mỉm cười gật đầu mai kiến long mới phản ứng được đây thật sự là chủ tịch hoàng thiên khẽ mỉm cười hiển nhiên rất hài lòng với phản ứng này mai tổng không cần sốt sắng tôi cũng chỉ đi ngang qua nơi này rồi thuận tiện đến xem thử thôi thấy hoàng thiên nhắc cái tên mình trong lòng mai kiến long cực kỳ kích động chủ tịch hoan nghênh ngài tới kiểm tra công việc của chúng tôi hoàng thiên cười nói không phải kiểm tra công việc đâu. Vừa nãy tôi đã xem qua không thấy có sai sót gì. Các anh cực khổ rồi. Chủ tịch à, không cực khổ, không hề cực khổ. Hai người hàng huyên một lúc. Hoàng Thiên cũng hỏi thăm sơ qua Mai Kiến Long. Biết rằng Mai Kiến Long đã chuyển nhà đến thành phố Tăng Ba và định cư ở đây. Hoàng Thiên gật đầu thầm nghĩ. Mình đã mở rất nhiều chi nhánh ở nước ngoài. Nhân viên cấp cao đa phần đều là người Trung Quốc những người này cơ bản đã an cư lạc nghiệp ở nơi làm việc sau khi hàng huyên một lúc hoàng thiên chỉ vào bể cá trên bàn rồi nói quản lý mai ông biết con vật này không mai kiến long nghi hoặc một chút sau đó nói thưa chủ tịch đây là rùa ngoạm mà chúng ta đã nhập về bán đúng chính là của chúng ta mai tổng bình thường siêu thị chúng ta nhập hàng đều có nguồn gốc rõ ràng vậy ông có biết nguồn gốc của con rùa ngoạm này không mai kiến long gật đầu chủ tịch tôi biết nghe mai kiến long cẩn thận giới thiệu về nguồn gốc của rùa ngoạm xong trong lòng hoàng thiên hiểu rõ siêu thị phú giai luôn có những nơi nhập hàng cố định những nơi nhập hàng hiếm như rùa ngoạm còn cố định hơn sẽ không dễ dàng thay đổi hoàng thiên hỏi xong về chuyện rùa ngoạm lại tán gẫu với mai kiến long về siêu thị một lát sau đó hắn đứng dậy tạm biệt Mai Kiến Long cung kính tiễn Hoàng Thiên ra tận cửa lớn của siêu thị. Hoàng Thiên thấy Mai Kiến Long tiễn mình mới nói. Mai Tổng, ông làm việc tiếp đi. Hoàng Thiên lên một chiếc taxi trước cửa siêu thị, nơi bán rùa ngoài mà Mai Kiến Long vừa nói cách đây khá xa, khoảng mấy tiếng đi xe. Hoàng Thiên muốn đi tới nơi đó luôn. Hắn dùng tiếng Anh không thành thạo lắm của mình, giao lưu với tài xế nửa ngày. Tài xế này cuối cùng cũng đồng ý đưa Hoàng Thiên đến nơi gọi là thị trấn Kakana. Ban đầu tài xế không muốn đi, Hoàng Thiên bèn lấy ra một cọc tiền mặt, khoảng dừng 1.000 đô la, dơ cọc tiền đó lên. Số tiền này sẽ thuộc về ông, nếu ông đưa tôi đến Kakana. Nhìn thấy nhiều tiền như vậy, tài xế lập tức kích động, nhưng vẫn do dự. Hoàng Thiên lại lấy ra một tờ ngân phiếu khoảng chừng 5-600 đô la Mỹ. Cuối cùng Hoàng Thiên bỏ ra 2.000 đô la Mỹ tài xế này mới mừng rỡ đồng ý, chạy taxi về thành phố Tan Ba, đi vào thị trấn Kakana. Sau khi chạy xa khỏi thành phố Tan Ba, con đường dần dần trở nên sóc nảy. Có thể thấy đường xá của nước này kém hơn Trung Quốc nhiều. Chạy suốt mấy tiếng trên con đường sóc nảy, mãi đến tận lúc chạng vạn, chiếc xe mới đến Kakana. Đến trấn nhỏ này rồi, Hoàng Thiên mới nghĩ thầm. Nếu như mình biết trước đường đi, thì mình tự mình ngự kiếm đến còn hơn. Hắn quét thần thức dò xét trong trấn nhỏ, phát hiện con sông Amazon nằm cách trấn mấy cây số, sông lớn mênh mông, cực kỳ hùng vĩ. Hoàng Thiên tạm thời chưa tìm chỗ tá túc trong trấn vội mà đi thẳng đến cạnh sông Amazon, vứt con rùa nhỏ vào lòng sông, để lại một thi thần thức đánh dấu lên con rùa. Hoàng Thiên nhìn con rùa nhỏ vui vẻ tuân tăng bơi đi. Nhìn nhóc rùa vui vẻ bơi đi xa mà hy vọng, Hoàng Thiên đã đánh dấu thần thức lên trên thân con rùa. Hiện nay, thần thức hắn đã có thể bao trùm trăm dặm, thần thức đánh dấu được xa hơn. Cho dù ở ngoài ngàn dặm, Hoàng Thiên cũng có thể cảm nhận được. Phóng sinh con rùa này là kế hoạch của Hoàng Thiên để nhỏ đi tìm lớn, hy vọng có thể tìm ra được con kinh cức long thành niên. Rùa nhỏ được thả vào lòng sông rất nhanh đã bơi đi xa, ai mà nghĩ tới, con rùa nhỏ lại có thể bơi nhanh như vậy đùa nhỏ bơi không bao lâu đã vượt ra ngoài phạm vi thần thức của Hoàng Thiên. Có thần thức đánh dấu, Hoàng Thiên không sợ rùa con bơi mất. Thấy rùa bơi nhanh như vậy, Hoàng Thiên rất vui vẻ. Cứ như vậy thì có lẽ hai ngày sau sẽ tìm được kinh cức long quy lớn. Trong cơ thể của kinh cức long quy thành niên đã bắt đầu hình thành long đan. Trong lòng Hoàng Thiên hy vọng con kinh cức long quy đó đừng làm cho mình thất vọng. Long đan trong cơ thể đừng nhỏ quá là được. Rùa con dần dần đi xa, Hoàng Thiên trở về trấn nhỏ tìm một khách sạn ở lại. Khách sạn không lớn nhưng cũng sạch sẽ ấm áp. Hắn thuê một gian phòng, ăn một ít đồ, rồi ngồi xếp bằng trong phòng. Thỉnh thoảng cảm nhận sự tồn tại của rùa nhỏ một chút. Đêm dài, Hoàng Thiên cũng bắt đầu tu luyện. Một đêm cứ thế trôi qua. Sáng hôm sau, hắn cảm ứng rùa con. Rùa con này đã bắt đầu bơi sâu vào trong rừng mưa, Thời xưa có ngựa chạy rất nhanh, thời nay có rùa bơi được ngàn dặm. Không ngờ một con rùa nhỏ lại bơi nhanh và xa đến vậy. Suốt quá trình bơi không hề dừng. Dọc theo sông Amazon bơi cả đêm bơi được mấy trăm km. Hoàng Điên ăn một chút trong trấn, sau đó ra khỏi trấn, tới chỗ không người. Hắn dùng ẩn thân quyết, sau đó ngựa kiếm phi hành đuổi theo rùa con. Không hỏi là kinh cất Long Quy. Cho dù là kinh cất Long Quy sơ sinh cũng hung hãn khác thường, thần thức của hoàng thiên quan sát thấy rõ ràng rùa con này ăn một lúc mấy chục con cá ăn đến no nê hoàng thiên bay tà tà trên mặt sông amazon chậm rãi theo sau rùa nhỏ lúc này hoàng thiên cũng không nhàn rỗi lại thả thần thức ra tìm kiếm các linh thảo mà mình cần hắn đi theo một ngày một đêm theo hơn một ngàn km dần dần thâm nhập vào phúc địa amazon phóng tầm mắt nhìn ra xung quanh cây cỏ xanh um tươi tốt che kín bầu trời Nhận tảng đá lớn tất cả đều có trong rừng mưa nhiệt đới. Hoàng Thiên quét thần thức xung quanh, các loại động thực vật trong rừng mưa nhiệt đới cực kỳ đa dạng, có thể nói là chim muôn khắp nơi, ngoài ra không thiếu côn trùng. Dọc theo đường đi của rùa nhỏ, Hoàng Thiên cũng có một chút thu hoạch. Hắn thu được một chút vật liệu, vật liệu cấp 1, cấp 2, cấp 3 đều có, còn cấp 4 thì chưa. Loại vật liệu trung cấp như cấp 4 thì hoàn toàn dựa vào vận may, bình thường rất khó phát hiện. Ngoài trừ những vật liệu này, Hoàng Thiên còn phát hiện một cây linh thảo cấp 1, vặt bụi linh thảo xếp gọn vào hộp ngọc rồi bỏ vào trong nhẫn để sau này dùng. Đi theo hơn 1.000 km, sau khi thâm nhập vào phúc địa rừng mưa nhiệt đới, Hoàng Thiên phát hiện tốc độ rùa con đã chậm đi. Nó bơi vào một nhánh sông, tuy gọi là nhánh sông nhưng cũng là mặt sông bao la. Rùa con tiến vào nhánh sông này lại bắt đầu réo lên từng đợt có khởi sắc. Hoàng thiên vui vẻ, điên cuồng thả thần thức ra ngoài bao phủ phạm vi cả trăm km. Hắn hơi kích động thầm nghĩ, xem tình huống này thì chắc là con kinh cức long quy trưởng thành chuẩn bị xuất hiện rồi đây. Quả nhiên không tới một phút sau, thần thức Hoàng thiên cảm nhận được rõ ràng sự xuất hiện của con rùa ngoạm khổng lồ. Mai rùa trông như đã trải qua vô vàng trận chiến, nơi đầu đầu cũng là vết xước, nhìn qua rất dữ tợn trên mai rùa còn có ánh sáng lung linh như kim loại phát sáng. Đây chính là kinh cúc long quy trưởng thành. Còn kinh cúc long quy lớn đang nhanh chóng tiến về đây, vui vẻ kêu lên. Hoàng thiên mừng rỡ lập tức ngự kiếm bay qua. Kinh cúc long quy rất nhạy cảm, thấy hoàng thiên bay đến thì nổi lên mặt nước lộ ra cái đầu to lớn, bắt đối mắt với hoàng thiên như gặp phải kẻ địch. Còn kinh cúc long quy lớn đã cảm nhận được sự lợi hại của hoàng thiên, biết mình không phải đối thủ, nên sau khi nhìn Hoàng Thiên một lúc thì lộ ra vẻ sợ hãi. Hoàng Thiên mạnh hơn con rùa này rất nhiều, bây giờ tu vi của hắn là ngưng mạch trung kỳ tầng 7. Hoàng Thiên thân thủ nhanh nhẹn vọt một phát xuống. Kinh cức long quy lớn quay lưng bỏ chạy, Hoàng Thiên đương nhiên sẽ không để cho nó tổ thoát. Hoàng Thiên trong nháy mắt đuổi theo con kinh cức long quy lớn, chiến đấu hoàn toàn không gặp phải khó khăn. Hắn một quyền đánh ngất con rùa lớn. Hoàng Thiên biết phương pháp lấy Long Đan mà không ảnh hưởng đến tính mạng của kinh cức Long Quy. Tại tu chân giới, số lượng kinh cức Long Quy thật sự quá ít, mà Long Đan lại là thứ quý hiếm, nên nếu như các tu sĩ bình thường phát hiện ra kinh cức Long Quy, sẽ không thương tới tính mạng nó, chỉ lấy Long Đan ra, hoặc là phóng sinh. Một số tông phái lớn thậm chí còn nuôi nhốt kinh cức Long Quy. Sau khi kinh cức Long Quy bị lấy Long Đan, thì long đan tiếp theo sẽ tiếp tục từ từ hình thành trong cơ thể và lớn dần sau mấy nghìn vạn năm thậm chí còn có thể to bằng nắm tay đánh ngất rùa xong hoàng thiên thuận lợi lấy long đan ra long đan nhỏ hơn trứng gà một chút rất êm dịu khi nắm trong tay có một cảm giác thư thái thoải mái truyền đến tinh thần của hoàng thiên chấn động thu hoạch lớn rồi hoàng thiên hạnh phúc tột độ có viên long đan to gần bằng quả trứng gà này thì hắn rất có lòng tin, tu vi mình sớm sẽ đột phá lên ngưng thần. Hoàng Thiên không thể chờ thêm, lập tức dùng thần thức bắt đầu tìm kiếm địa phương thích hợp để tu luyện, tranh thủ đột phá nhanh tới kỳ ngưng thần. Nhờ thần thức, Hoàng Thiên phát hiện ở cách đây khoảng 10 km có một cây đại thụ che trời, thân cây to ít nhất mười mấy người ôm mới xoè, không biết đã bao nhiêu tuổi đời. Cây đại thụ này nằm ở giữa cách xa mặt đất tầm mười mấy mét hốc cây rộng rãi thoải mái to đủ cho mấy người đặt bàn mặt chuột vào đó mà chơi. Hoàng Thiên bay vào gốc cây bên trong rất thoáng đảng, không ẩm ướt như trong tưởng tượng. Hắn sửa sang một chút, lấy ít đồ ra rồi đặt xuống, ngồi xếp bằng trong hốc cây, bắt đầu tu luyện. Ở nơi hoang vu này, Hoàng Thiên không lo có người đến quấy rầy. Hắn lấy lòng đan ra, vận chuyển công pháp thần niệm cửu chuyển. Theo vận chuyển của công pháp, Hoàng Thiên cảm giác như đã trôi qua rộng rã 6 tháng, quá thoải mái. Lòng đan đúng là tuyệt vời. Thức hải của Hoàng Thiên ngày càng mạnh lên, tu vi thần thức cũng cảm nhận được sự tăng cấp. Không tới hai ngày, hắn cảm giác mình đã đạt tới đỉnh cấp luyện thần, cảm giác được vách ngăn rõ ràng hơn. Đúng là có lòng đan vào thì có khác. Trong ý thức của Hoàng Thiên vang lên một tiếng nổ vang như sấm truyền, Hoàng Thiên không nhịn được trung lên, nhưng rất nhanh sau đó hắn lại vui vẻ vách ngăn thăng cấp đã bị mình phá hắn đã tiến vào một giai đoạn hoàn toàn mới kỳ ngưng thần hoàng thiên vui mừng xong thì bắt đầu gia cố tu vi theo đà tu luyện thất hải của hoàng thiên ngày càng kiên cố mở rộng thần thức cũng ngày càng lớn mạnh ngày càng cô động kỳ ngưng thần nghĩa cũng như tên chính là ngưng luyện thần thức khiến thần thức cực kỳ cô đặc giống như thực chất thần thức như vậy đương nhiên mạnh hơn thần thức luyện thần vô số lần thời gian từng ngày từng ngày trôi qua ánh sáng của viên long đan bay lơ lửng trước trán hoàng thiên cũng dần mờ đi theo tu luyện mỗi ngày đều mờ đi một phần lúc mới bắt đầu tu luyện viên long đan còn tỏa ra ánh sáng êm dịu sau đó ánh sáng dần dần giảm đi không còn êm dịu nữa nhiều tháng sau viên long đan hoàn toàn mất đi ánh sáng tiếp theo một tiếng ầm vang hóa thành một đống bột phấn rơi xuống khi long đan hóa thành bột phấn hoàng thiên vẫn vận chuyển thần niệm cụ chuyển thêm mấy ngày rồi mới chậm rãi thu công trước khi tu luyện thất hải hoàng thiên như ao nước nhỏ hiện tại thất hải đã kiên cố hơn cũng lớn hơn nhiều như một cái đập chứa nước lớn mạnh hơn gấp không biết bao nhiêu lần thần thức hoàng thiên đã tiến bộ hơn cô động hơn vô số lần có dấu hiệu sắp ngưng thành thực chất hoàng thiên thả thần thức ra cảm nhận cực hạn của nó một trăm km 200 km, 300 km. Thần thức Hoàng Thiên đạt đến hơn 300 km thì dừng. Thần thức lấy Hoàng Thiên làm tâm, bán kính trải dài 300 km, khoảng cách hơn 3.000 km vuông. Ngưng thần tầng 3. Hoàng Thiên vừa động ý niệm, trong tay lập tức xuất hiện một đám trận kỳ rồi tiện tay ném đi. Mấy chục trận kỳ theo khống chế như thể có linh tính bay múa đầy trời. Hoàng Thiên khống chế đồng thời mấy chục trận kỳ nhưng lại không hề có vẻ khó khăn gì. Chỉ cần nằm trong phạm vi thần thức, Hoàng Thiên muốn chơi thế nào thì chơi thế ấy. Muốn những trận kỳ này bay đi đâu thì bay đi đó, thuận buồm xuôi gió. Sau khi chơi một hồi, Hoàng Thiên mới hài lòng cất đi. Sau khi thu hồi trận kỳ, hắn dùng thần thức bao trùm cả một khu vực, hơn 3.000 km vuông. Thầm nghĩ bây giờ thần thức mình đã mạnh như vậy, chắc có thể phát hiện ra thứ gì đó trong rừng mưa nhiệt đới. Trong lòng nghĩ vậy, Hoàng Thiên điên cuồng thả thần thức ra ngoài, sau đó bắt đầu tỉ mỉ tìm kiếm. Lúc này tốc độ sưu tầm của Hoàng Thiên nhanh hơn khi ở kỳ luyện thần nhiều. Trong nháy mắt, cho dù là một cây kim cũng không để lọt. Không lâu sau, Hoàng Thiên mừng rỡ như điên, không ngờ lại phát hiện ra một thứ tuyệt vời đến vậy. Hoàng Thiên cũng không ngờ sau khi phát thần thức ra ngoài, thì liền tìm thấy một đoạn lục hương huyền mộc dài. Tự nhiên có niềm vui lớn hoàng thiên thầm nghĩ quả nhiên thần thức mạnh mẽ là tuyệt nhất thu hoạch các thứ nhanh thật tìm được lục hương huyền mộc rồi bóng dáng của hoàng thiên chỉ vừa động nhẹ đã bay hơn trăm dặm về sườn núi hắn ngự kiếm phi hành từ một ngọn cây bay qua rất nhanh đã đến chỗ cần tới hoàng thiên đắp xuống rừng cây rậm rạp đi vào bên trong nơi này oi bức ẩm ướt không thấy ánh mặt trời âm u tối tăm cho dù ngẩng đầu lên cũng khó mà thấy được ánh mặt trời dưới đất lá rụng dày chất thành tầng. Ngay khi vừa hạ xuống lớp đất bùn, thần thức của Hoàng Thiên đã phát hiện được một đoạn lục hương dài, vị trí không quá sâu. Hoàng Thiên độn thổ xuống dưới lớp bùn đất, từ từ tiếp cận đoạn lục hương huyền mộc. Thần thức Hoàng Thiên bao trùm lấy đoạn lục hương huyền mộc, sau đó thần thức hơi dao động. Một đoạn lục hương huyền mộc đã bị Hoàng Thiên thu vào trong nhẫn. Thần thức mạnh mẽ đúng là thật tiện, chỉ cần dùng thần thức là có thể thu được đồ vật rồi. Hoàng thiên thoải mãn nhìn đoạn lục hương huyền mộc nằm trong góc. Đây chính là một đoạn lục hương huyền mộc có phẩm chất thường thừa, đủ chế tạo ra ngàn lá trận kỳ cấp 4. Thu hoạch đúng là to lớn. Hoàng thiên mừng rỡ độn thổ ra khỏi mặt đất, sau đó thần thức lại ra quét, tìm kiếm một lúc, thì phát hiện một loại vật liệu luyện chế trận kỳ cấp 2. Hoàng Thiên lập tức bay qua, thu hết mọi thứ vào trong nhẫn của mình. Hắn phát hiện rừng mưa nhiệt đới này có rất nhiều loại thực vật phong phú. Nãy giờ Hoàng Thiên liên tục phát hiện nhiều loại vật liệu. Có vật liệu cấp 1, vật liệu cấp 2, thậm chí còn phát hiện cả vật liệu cấp 3 ô quan ngọc. Hoàng Thiên vui vẻ thu hết vào nhẫn. Bây giờ đã có thần thức mạnh mẽ nên việc thu hoạch rất nhàn Chỉ cần tới khoảng cách đủ thì có thể dùng thần thức cho hết đồ vào nhẫn vừa tiết kiệm thời gian vừa thu được nhiều. Ngoài vật liệu ra, Hoàng Thiên còn tìm được linh thảo cấp 2, bích căng lan chi. Đây là dược liệu dùng để luyện chế thuốc chữa thương cấp 2. Với trình độ luyện đan của Hoàng Thiên hiện nay, chỉ có thể miễn cưỡng chế được đan dược cấp 1. Nhưng nếu đã phát hiện ra bụi linh thảo này, thì tất nhiên phải thu nó. Bên cạnh bụi linh thảo có một con trăng rừng vô cùng lớn, dài ít nhất mười mấy mét, mùi hôi tanh nồng nặc nhìn qua vô cùng buồn nôn. Không rõ con trăng này còn sống hay đã chết. Thấy Hoàng Thiên đến gần bích căng Lan Chi thì con trăng lập tức phản ứng. Nó nổi giận quật thẳng đuôi vào người Hoàng Thiên. Lực rất khỏe, nếu như bị quật trúng thì cho dù là cây cổ thụ to cũng phải đổ gãy. Hoàng Thiên căn bản không để tâm tung ra một quyền. ầm một tiếng, cú đấm của Hoàng Thiên đánh trúng vào đuôi con trăng làm cho nó chảy máu. Con trăng rừng bị đấm mất nửa cái đuôi hứng chịu một chiêu trí mạng khiến con trăng rừng chết lăn quay. Cú đấm này của Hoàng Thiên vô cùng bá đạo, chân khí làm cho cơ thể của con trăng mục nát. Đúng lúc này ở đằng xa có một con hổ châu Mỹ nhìn thấy cảnh này, lập tức sợ hãi cụp đuôi bỏ chạy. Hoàng Thiên thu thập con trăng rồi lấy bích căn lan chi xếp gọn vào trong hộp ngọc. Linh thảo cấp 1 còn thỉnh thoảng tìm thấy được, linh thảo cấp 2 khó tìm hơn, bình thường khó mà tìm ra. Hoàng Thiên liên tục phi hành trong khu rừng mưa nhiệt đới, sử dụng thần thức thu thập vật liệu. Tình cờ phát hiện ra một cây linh thảo cấp cao, đúng là thu hoạch to lớn. Chỉ trong thời gian ngắn, Hoàng Thiên đã có rất nhiều vật liệu. Trong mắt hắn, mảnh đất hoang vu chưa được khai phá này đúng là một quốc bảo. Chỉ trong vòng một ngày, Hoàng Thiên không chỉ thu hoạch được vật liệu cấp 1, 2, 3, mà còn thu hoạch được vài cây linh thảo cấp 1, hai cây linh thảo cấp 2, còn phát hiện ra không ít khoáng sản. Trong đó có cả một mỏ quặng sắt rất lớn. Quặng sắt này ẩn trong đất không quá sâu nhưng mà cũng không dễ phát hiện ra. Rừng mưa nhiệt đới Amazon nằm ở lưu vực Amazon của Nam Mỹ, diện tích 7 triệu km vuông, rừng mưa rộng tương đương tám quốc gia, chiếm hơn 50% rừng mưa còn lại của trái đất, là nơi chứa nhiều vật liệu các cấp nhất trên thế giới. Rừng mưa Amazon còn được xưng là lá phổi của trái đất. Trong thời gian một ngày, Hoàng Thiên đi săn ở rừng mưa nhiệt đới Amazon, cách trung tâm khoảng dừng hơn 100.000 km vuông. Đây là khu vực lớn tích trữ nhiều bảo bối, dược phẩm, nên thu hoạch khá dồi dào. Ngoài vật liệu ra, Hoàng Thiên còn thu được nhiều loại gỗ quý, trong đó có cả một lượng lớn gỗ hoàng đàn. Không gian trong nhẫn, rộng lớn nên thu gỗ dễ như ăn cháo. Rừng mưa nhiệt đới Amazon chính là nơi đa dạng sinh vật nhất thế giới, côn trùng thực vật các loài chiên, và những sinh vật khác nhiều đến mấy triệu loại. Trong đó có rất nhiều loại mà các nhà khoa học trước giờ chưa từng có ghi chép. Trong đó có hàng ngàn giống thực vật, bao gồm gỗ hương đào, các loại nguyệt quế, cây cọ, cây hợp hoang, gỗ hoàng đàn, quả Brazil cùng họ với cây cao su. Cẩm lai, tuyết tùng Amazon là một loại gỗ chất lượng vô cùng tốt. Hoàng thiên thu hoạch được không ít gỗ quý, trong đó nhiều nhất là hoàng đàn, Gỗ hoàng đàn mọc ở nhiều nơi trong rừng có thể dùng làm đồ trang trí. Trung Quốc gọi gỗ hoàng đàn là hoa cúc lê. Gỗ hoàng đàn có màu đỏ nâu hoặc màu nâu, thân cây có lớp nhựa đen, có thể đánh bóng. Chế tạo đàn dương cầm cần có lượng lớn gỗ hoàng đàn. Vật liệu chế tạo đàn gỗ từ xưa tới nay vẫn luôn là gỗ hoàng đàn. Trong tay hoàng thiên cầm cổ kiếm trảm kim cực kỳ sắc bén, chém thân cây to dễ như cắt bánh trong nhẫn của hắn thu được không ít các loại gỗ quý bận rộn suốt một ngày thấy sắc trời đã dần tối hoàng thiên tìm một mảnh đất khô cao ráo để qua đêm dựng lều vải đốt lửa trại lại ngồi ở trong lều vải tu luyện tu luyện cho tới khi trời sáng sáng sớm nghe được tiếng chim hót lanh lảnh hoàng thiên trầm rãi thu công hắn thầm nghĩ hôm qua mình đã tìm kiếm hết trăm ngàn km vuông nắm rõ địa thế của rừng rõ như trong lòng bàn tay Hoàng Thiên chuẩn bị bày trận khắp vùng này. Nơi này hoang vắng, không cần lo lắng có người quấy rời. Mặt khác, nơi này xanh ung tươi tốt, thảm thực vật che kín bầu trời, không bị ô nhiễm bởi khí thải công nghiệp, nên linh khí cũng đậm hơn bình thường mấy lần. Bày trận ở đây có trời mới biết. Kế hoạch của Hoàng Thiên vốn là bố trí trận tù linh siêu lớn, sử dụng mấy ngàn lá trận kỳ, nhưng mà hôm qua hắn thu được nhiều vật liệu chế tạo trận kỳ cấp 3 nên đã thay đổi ý định. Dự tính hiện nay của hắn là dùng hết số nguyên liệu mình kiếm được để chế tạo trận kỳ cấp 3, sau đó bày một trận tụ linh cấp 3 siêu lớn, không phải hơn một vạn km vuông mà là mấy vạn km vuông lớn hơn kế hoạch trước đó mấy lần. Đây chính là trận tụ linh lớn nhất từ trước tới nay của Hoàng Thiên, lớn hơn trận tụ linh 1.000 km vuông tại hòn đảo nhỏ ở Nam Thái Bình Dương nhiều. Sau khi suy diễn xong, Hoàng Thiên lập tức chọn một chỗ, bắt đầu luyện chế trận kỳ cấp 3. Thực lực hiện nay của hắn có thể một lúc luyện được 1.000 trận kỳ cấp 4. Luyện chế trận kỳ cấp 3 giờ chỉ là chuyện nhỏ. Từng lá từng lá trận kỳ cấp 3 thành hình trong tay hắn. Mất mấy ngày, Hoàng Thiên đã biến vật liệu cấp 3 thành từng lá trận kỳ. Khi luyện xong, tổng số trận kỳ mà Hoàng Thiên có lúc này đã lên tới 50.000 lá. Hoàng Thiên chưa từng phát hiện thì ra mình là giàu có đến vậy lại có gần 50.000 lá trận kỳ cấp 3. Nếu là trước đây, chuyện này có nghĩ cũng không nghĩ tới. Luyện chế trận kỳ cấp 3 xong, Hoàng Thiên tạm thời không tiêu tốn tài nguyên cho việc luyện trận kỳ cấp 1, cấp 2 nữa. Vật liệu luyện chế trận kỳ cấp 1, 2 trong nhẫn rất nhiều. Sau này, hắn có thể luyện chế trận kỳ cấp 1 hoặc 2 để bày trận trong siêu thị phú giai như trận tụ tài hay trận đại tụ tài. Hoàng Thiên thỏa mãn với 50.000 lá trận kỳ cấp 3 trong lòng tràn đầy cảm xúc mãnh liệt. Sau khi hét to một tiếng hắn phóng lên trời, ngựa kiếm phi hành lên hơn nghìn mét chuẩn bị bày trận. Vị trí hiện nay khá là bằng phẳng, xung quanh đều là rừng rậm minh mông, là rừng rậm Amazon của Nam Mỹ. Hoàng Thiên nhắm mắt sau khi nghỉ ngợi một lúc, trong tay xuất hiện một đám trận kỳ lớn. Hắn ném trận kỳ xuống như tiên nữ rắc hoa. Dưới sự không chế chặt chẽ của Hoàng Thiên, những trận kỳ nhìn có vẻ lộn xộn hoa mắt này ngược lại rất có quy luật, vô cùng chuẩn xác vào đúng chỗ. Thần thức Hoàng Thiên đã đạt đến hơn 300 km. Hắn không cần di chuyển nhiều, cứ đứng trên không trung mà rắc trận kỳ. Từng lá từng lá trận kỳ bay lẫn vào trong bùn đất, không để lại chút vết tích. Chỉ có thần thức Hoàng Thiên mới có thể cảm nhận được sự tồn tại của chúng. Một hình tròn ban kính hơn 400 km, diện tích hơn 5.000 km vuông, Tụ linh trận siêu cấp khổng lồ dần dần thành hình dưới rừng mưa nhiệt đới. Tụ linh trận lớn đến vậy, nếu như Thần Thức Hoàng Thiên lúc còn ở đỉnh cấp luyện thần thì phải tốn hơn tuần để mà hoàn thành, nhưng hiện nay, thần thức của hắn đã thăng lên ngưng thần tầng 3, chỉ tốn vỏn vẹn 2 ngày. Khi lá trận kỳ cuối cùng vào vị trí, tụ linh trận lớn siêu cấp đã hoàn thành, bắt đầu có hiệu lực. Linh khí xung quanh tụ tập lại đây, tập trung hết vào trung tâm trận. Thân ảnh của Hoàng Thiên hơi động, hắn bay đến điểm tụ tập linh khí, sau đó chui xuống mấy trăm mét dưới lòng đất. Hoàng Thiên đã sớm tra xét ra, ở dưới này có một tầng nham thạch dày đặc. Hoàng Thiên ở mấy trăm mét trong lòng đất, hắn mở ra một không gian trăm mét vuông bên trong tầng nham thạch, sau đó bày một trận pháp dự trữ năng lượng cấp 4. Đây là một trận pháp dự trữ năng lượng cấp 4 do 188 lá trận kỳ cấp 4 tạo thành, có dung lượng kinh người. Sau khi bày xong trận pháp dự trữ năng lượng, Hoàng Thiên rõ ràng cảm nhận được linh khí mà tụ linh trận cấp 3 tập hợp được bắt đầu bay vào trận pháp dự trữ năng lượng. Diện tích trận pháp dự trữ năng lượng không lớn, phạm vi không quá 3 mét. Trong không gian nham thạch này, Hoàng Thiên còn xây dựng một bệ đá, tiện cho bản thân hắn ngồi xếp bằng tu luyện. Sau khi bày xong trận pháp dự trữ năng lượng này, Hoàng Thiên lại sửa sang không gian không quá 100 mét này khiến cho nó càng thêm tinh xảo. Nhìn qua không còn thô ráp, mang lại cảm giác rất thoải mái. Làm xong những việc này lại hết một ngày. Hoàng Thiên đánh giá không gian nhâm thạch này một phen, cảm nhận trận pháp dự trữ năng lượng siêu cấp lớn, thỏa mãn gật đầu, sau đó rời khỏi nơi này. Một tụ linh trận cấp 3 lớn như vậy, mỗi ngày liên tục tụ tập linh khí ở đây. Tổng số linh khí tập hợp được nhiều hơn tụ linh trận trong thủ đô và hòn đảo nhỏ trên nam thái bình dương nhiều hoàng thiên thầm nghĩ có tụ linh trận này rồi thì linh khí cần dùng cho kỳ kết đan hẳn là rất sung túc hắn ngự kiếm phi hành thỏa mãn quay trở lại bắc kinh chuyến đi này đi mất hơn một tháng thời điểm quay trở lại bắc kinh đã là gần tới tết nguyên đáng toàn bộ thủ đô đều rất náo nhiệt đặc biệt là những người buôn bán đang chuẩn bị tuyên truyền quảng bá các siêu thị cũng tràn ngập không khí tết nguyên đáng Tất nhiên, siêu thị Phú Giai cũng không ngoại lệ. Sau khi tất cả các chi nhánh đều trang trí bày biện xong, các chi nhánh lớn cũng bắt đầu tuyên truyền quảng cáo các hoạt động ưu đãi. Tết nguyên đáng lần này, trung tâm siêu thị Phú Giai nhất định sẽ giống như năm trước, kiếm tiền đầy bồn đầy bát. Tạp chí Đại gia, Đông Hải Đây là một tờ tạp chí nổi tiếng thế giới, phát hành tuần sang Đại gia là chuyên mục ăn khách nhất của tạp chí hàng năm trước Tết, tạp chí này đều sẽ công bố bảng xếp hạng đại gia thế giới. Đây là bảng xếp hạng lớn nhất và cũng có sức ảnh hưởng lớn nhất. Mỗi khi bảng xếp hạng này vừa ra đều sẽ khiến cho thế giới sôi sụt bàn tán, ảnh hưởng vô cùng lớn. Đã sắp tới Tết Nguyên Đán, tạp chí này đang chuẩn bị bảng xếp hạng. Sau khi tiến hành thẩm định, chờ tổng biên tập ký rồi sẽ tuyên bố bên trong phòng làm việc của tổng biên triệu quốc hoa đang thẩm định bản xếp hạng triệu quốc hoa là tổng biên tập của tạp chí mà lúc này khuôn mặt ông đang vô cùng sốc một lúc lâu sau ông vẫn sốc trên tay triệu quốc hoa bây giờ là bản xếp hạng người giàu do ban biên tập biên soạn xếp vị trí thứ nhất xác thực là hoàng thiên người thứ hai là tỷ phú của mỹ tài sản còn không bằng số đầu của hoàng thiên đây là nguyên nhân khiến cho Triệu Quốc Hoa bị sốc. Mặt khác, Hoàng Thiên hoàn toàn như một con ngựa đen đột nhiên xuất hiện. Đây là một nguyên nhân sốc khác của Triệu Quốc Hoa. Nếu như không phải Triệu Quốc Hoa biết đoàn đội biên tập của mình rất giỏi, có nhiều con đường đặc thù, thì Triệu Quốc Hoa sẽ hoài nghi mình đã tính sai. Tuy rằng không nghi ngờ đó là sai sót của cấp dưới, nhưng Triệu Quốc Hoa vẫn phải hỏi một chút. Triệu Quốc Hoa ngay lập tức dặn dò thư ký Gọi toàn bộ những người phụ trách bản xếp hạng người giàu trên thế giới vào. Nhìn vào người biên tập, Triệu Quốc Hoa chỉ vào bản xếp hạng, rồi nói Chuyện gì thế này? Ai? Có thể nói rõ cho tôi biết một chút có được không? Biên tập Giáp lập tức nói Tổng biên, trước đây chúng ta đã nhầm Sở Minh Hạo là chủ nhân của chuỗi tập đoàn siêu thị Phú Giai. Năm ngoái, Sở Minh Hạo lấy 102 vàng tài sản cá nhân ra Nhật Bản. Nhưng trên thực tế, sau đó chúng tôi đã thông qua vài mối quan hệ, biết được ông chủ siêu thị Phú Giai, thực tế là Hoàng Thiên. Siêu thị Phú Giai, Triệu Quốc Hoa nghĩ thầm. Về siêu thị Phú Giai, Triệu Quốc Hoa tất nhiên biết rõ. Đây là tập đoàn siêu thị lớn nhất thế giới, phát triển rất nhanh, quy mô năm nay ít nhất gấp 2 lần năm trước. Thì ra, Hoàng Thiên này mới là ông chủ của siêu thị Phú Giai. Triệu Quốc Hoa trong lòng bừng tỉnh nhưng rất nhanh, lại phát hiện ra chỗ không đúng, lập tức hỏi. Không đúng, cho dù Hoàng Thiên có là ông chủ thật sự của siêu thị Phú Giai đi nữa, thì cũng không thể nào có tài sản cá nhân khổng lồ như vậy được. Hơn 3.600 vạn, quá là khủng khiếp. Biên tập ấp lập tức lên tiếng. Tổng biên, ông không biết đó thôi. Chúng tôi còn thông qua nhiều chỗ khác mà biết. Hoàng Thiên không chỉ là ông chủ đứng sau chuỗi siêu thị Phú Giai, mà còn là ông chủ của công ty bạch mã và công ty ốc đảo công ty bạch mã công ty ốc đảo triệu quốc hoa lần nữa la lên tuy rằng hai công ty này có quy mô khổng lồ nhưng không thể so được với siêu thị phú giai đặc biệt là công ty bạch mã chắc chắn là công ty lớn nhất thế giới năm nay phát triển cực thịnh ngoài ra ốc đảo cũng rất tốt ngạch tiêu thụ năm nay chắc chắn hơn ngàn tỷ triệu quốc hoa thất thần xong rồi mới nói Hoàng Thiên là ông chủ của cả ba. Người này khẳng định không có đơn giản. Các ông hãy nghĩ cách liên lạc với Hoàng Thiên cho tôi. Tôi muốn đích thân nói chuyện với cậu ta. Mấy biên tập viên gật đầu. Trong lòng mọi người đều biết với một số người quyền thế hoặc là một số thế lực không thể đắc tội, thì đầu tiên tạp chí sẽ phải hỏi ý kiến trước, sau đó mới công bố bảng xếp hạng này. Chính là bởi vậy nên tóc đầu thế giới mấy năm nay vẫn là một tỷ phú của Mỹ tài sản cá nhân cũng mấy triệu tỷ đô, mà không phải là hoàng tử Thái Lan hay vương tử dầu mỏ vùng Trung Đông. Trên thế giới này có rất nhiều gia tộc lớn, không ít tập đoàn tài chính lớn, không ít thế lực lớn. Những người này đều rất giàu như tập đoàn Yamaguchi Nhật Bản lần trước. Sau khi Hoàng Thiên tiêu diệt tập đoàn đó đã dễ dàng cướp được hơn ngàn vạn. Tại Bắc Kinh, Hoàng Thiên trở về chừng mấy ngày thì tới Tết nguyên đáng. Vương Tiểu Vĩ đang mời Hoàng Thiên tới làm khách ở công ty năng lượng kỹ thuật Sơn Hà. Vương Tiểu Vĩ còn muốn mời Hoàng Thiên đi ăn cơm nữa. Năm nay, công ty khoa học kỹ thuật Sơn Hà đã trở thành kỳ tích trong giới. Từ lúc mới sáng lập cho thế nay chưa tới một năm mà đã có tài sản mấy trăm vạn, lợi nhuận cực cao. Vương Tiểu Vĩ đương nhiên rất mừng nên mới mời Hoàng Thiên làm khách vào Tết nguyên đáng. Anh Hoàng, năm nay công ty tụi em rất khả quan, dưới sự hỗ trợ của 100 vạn viên pin bạch mã số 3. Không, chủ yếu là nhờ sự giúp đỡ của anh Hoàng. Năm nay, lợi nhuận của công ty tụi em đã vượt hơn trăm vạn rồi. Thật là quá sẵn khoái. Quả thật là không dám tưởng tượng ra. Thấy Vương Tiểu Vĩ cao hứng, Hoàng Thiên cũng hơi mỉm cười. Vậy nên tôi sẽ không khách sáo. Tôi muốn ăn hết những món đắt nhất của thủ đô. Anh Hoàng, không thành vấn đề, em đã bàn trước với khách sạn 3 ngày trước, chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn tốt nhất cao cấp nhất, đầu bếp tốt nhất. Chút nữa chúng ta sẽ được hưởng thụ bữa tiệc đỉnh nhất từ trước tới giờ. Hoàng Thiên biết Vương Tự Vĩ là kẻ có tiềm chất ham ăn, đồ ăn là sở trường của cậu ta. Hoàng Thiên cũng yên tâm thầm nghĩ lát nữa nhất định sẽ có lộc ăn. Văn phòng Vương Tiểu Vĩ cực kỳ xa hoa, tên này cũng rất thích khoe khoang, tất nhiên sẽ trang trí phòng mình đẹp nhất có thể. Hai người ngồi thoải mái trên ghế sofa vừa nói cười vừa tán gẫu đàm luận về chuyện của công ty sơn hà hoàng nguyên một hồi lâu vương tiểu vĩ mới nói anh hoàng chúng ta bàn một chút chuyện nha anh nói cho em nghe về ba công ty kia đi hoàng thiên gật đầu vương tiểu vĩ là người bạn mà hoàng thiên tin tưởng nên cũng không cần thiết phải dâu diếm ba công ty kia cũng ổn siêu thị phú giai đã mở ra hơn hàng chi nhánh trong nước đã trở thành siêu thị bán lẻ to nhất nước ở nước ngoài cũng có tại 40 mấy quốc gia, hơn 600 chi nhánh. Năm nay doanh thu trong Trung Quốc vượt qua 2.000 tỷ, lọt vào top 10 người đứng đầu thế giới. Công ty ốc đảo cũng rất tốt. Mặc dù là công ty khoa học kỹ thuật nông nghiệp nhưng mà quy mô siêu lớn là trụ cột của toàn bộ kỹ thuật nông nghiệp hiện đại. Cho tới bây giờ, ốc đảo đã khai phá toàn bộ hoang mạch Tây Cương, hơn 30.000 vạn km vuông đất. Lượng tiêu thụ năm nay cũng đột phá 15.000 vạn. Lẽ ra có thể đứng vào top 30 xí nghiệp lớn thành tích tốt nhất là công ty Bạch Mã. Dựa vào ưu thế sản phẩm, doanh nghiệp Bạch Mã đã vượt hơn 4.000 vạn, vững vàng ngồi vào ngôi vị công ty phát triển mạnh nhất. Tài sản công ty chiếm 2 phần 3 tài sản cả nước. Hoàng Thiên nói xong, Vương Tiểu Vĩ lập tức lộ ra sùng bái. Anh Hoàng, anh đỉnh thật đó. Nếu như công khai ra ngoài, anh là chủ của ba công ty này. Anh nhất định sẽ trở thành thần tượng của cả thế giới. Nói rồi, Vương Tiểu Vĩ lại chuyển đề tài. Anh Hoàng à, tạp chí có sức ảnh hưởng lớn nhất là tạp chí Đại gia. Tuần sau sẽ công bố bảng xếp hạng người giàu nhất năm nay. Anh nhất định sẽ ngồi chắc vị trí thứ nhất. Anh Hoàng, anh tiết lộ cho người em này xem, tài sản cá nhân bây giờ của anh là bao nhiêu đi. Hoàng Thiên thầm nghĩ chuyện này mình chưa từng tính. Mấy cái thẻ của mình cùng khoảng hơn 2.000 vạn. Sư thị Phú Gia năm nay thu được mấy trăm vạn đô la Mỹ. Công ty ốc đảo cũng thu được mấy trăm ngàn tỷ công ty Bạch Mã... Năm nay, công ty Bạch Mã đã tiêu thụ hơn 4 vạn tệ. Dự đoán trong này có tới 80-90% đều là lợi nhuận. Bởi vì thành phẩm pin Bạch Mã thật sự quá thấp, lợi nhuận lại kết xù. Nếu như xét mỗi công ty Bạch Mã năm nay thì khoảng 5-6 triệu tỷ. Hoàng Thiên xém tính không có nổi. Hắn chưa từng nghĩ tới tài sản của mình là nhiều đến vậy. Sau khi cộng từng cái vào, hắn được một con số gần 10 triệu tỷ. 10 triệu tỷ lận đấy. Hoàng Thiên ngẩn ngơ, cộng những cái còn lại, sau đó Giang Nang nói. Tiểu Vĩ, anh tính qua tài sản cá nhân của anh, hơn 2 triệu tỷ. 2 triệu tỷ? Bịch một tiếng, Vương Tự Vĩ trực tiếp cắm đầu xuống đất. Kết thúc tập 94 Bộ truyện Đô Thị Trận Pháp Sư. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.